con giấu diếm gì đang. Dạ anh kể đi. Nội ông xuống tới đời cha ông, rồi tới đời ông, thầy ông thì biết tới lúc hết thôi, năm tám mấy thôi chứ cỡ năm 90 là thánh đức là hôm nay này kia là không có gặp, không có biết. Kể đời trước thôi, đời trước là kể là chính xác chứ không có không có phải là thông tin tào lao gì đâu nha. Dạ. Dạ đúng ra là mấy chuyện này anh cũng không kể gì nghe làm gì, nó cũng có dính líu tới gia đình anh. Dạ. Mà hôm nay thì chuyện nó cũng đã nóng rồi. Dạ. Nóng bỏng rồi. Dạ, giờ mình cũng kể cho em nghe, chia sẻ cho ai rồi có ai đó có biết về cái gia đình này nữa, chính xác hay ngầm nữa thì ta sẽ vô kênh em. Dạ. Phân tích. Dạ. Thì bắt đầu câu chuyện thì từ cái câu chuyện nóng lên của ông Lê Tùng Vân trong vòng mấy năm nay. Dạ. Thì ai cũng biết là ông cũng đã từng thừa nhận ông là con của ông Lê Văn Tắc gì. Rồi bây giờ là ông Lê Văn Tắc là con của ai? Thì đầu hôm nay là này anh mới thấu lộ là chuyện bí mật. Dạ. Là bí mật là chỉ có mình anh biết thôi, chứ không có ít cho người biết lắm. Có cái người nào mà sống từ cái thời mà pháp thuộc mà còn lại thì có thể những người hoặc là có kể cho con cháu thôi nha, thì tao biết. Dạ. Nhưng mà chuyện này là cái gia đình này là tao giấu cái đời tư của người ta kín lắm. Nhiều khi mấy cái nhà mà làm sử, mấy cái nhà mà tầm siêu tầm rồi này kia cũng viết không có chúng về cái gia tộc này đâu. Dạ. Ông Lê Văn Tắc là con của ông Lê Văn Trung. Ông này thì sinh đâu năm 1875-76 gì đó. Chết thì năm 1934. Ông Lê Văn Trung này ngày xưa là dữ dằn lắm nha, chứ không phải vừa nha. Tay là từng là hội đồng quản hạt á. Yeah. Hội đồng quản hạt ở cái khu vực Sài Gòn Chợ Lớn rồi đó, chứ không phải là vừa nha. Ông lớn lên và học giỏi và dám và từng làm việc cho xứ Nam Kỳ của Pháp và làm quản hạt luôn. Và cuối đời của ông á, những năm mà cuối đời sau đời của ông là đặc biệt một cái là ông là một trong những tứ trụ mà lập nên cái giáo phái Cao Đài đó, Cao Đài giáo á. Yeah. Đạo bây giờ là đạo Cao Đài đó. Ông tên là Lê Văn Trung. Thì khoảng cái thời điểm mà ông đang hưng thịnh đó, thì ông quen với một cái bà vợ nhà nhỏ, cái bà nhỏ đó, bà này người nhỏ họ Đái nha. Dạ. Tên là Đái Đái thì Huệ. Đái thì Huệ, Đái thì Huệ gì đó lâu quá rồi anh nhớ cũng rõ, mà họ Đái là cái bà này cũng là bà em họ với vợ lớn của ông á. Ông thì sao có thai, ông em thầm cho người đem xuống vùng Tân Châu á. Dạ. Em âm thầm đem xuống cái vùng Tân Châu á, để dưới vùng Tân Châu á cho sinh đẻ dưới á, mà mới đẻ ra ông Lê Văn Tắc á. Dạ. Mới đẻ ra ông Lê Văn Tắc. Thì ông Lê Văn Tắc lớn lên ông Lê Văn Tắc lớn lên thì cũng được nuôi dưỡng, thì anh có tiền mà cũng có người ta âm thầm theo ủng hộ, tại vì ông già là dân ký dữ mà. Nhưng mà nó kẹt có con cái là không có công bố ra được, là do cái tình cảnh là vậy đó, vì nó dính líu với bên vợ đó, giống như là ở em của vợ đi, nó mẹ gì đi đó, thì sợ bể ra rồi này kia kia nọ này. Cái tùm lum mà nghe nói là trong cái thời điểm đó là ông này ông đang chơi người ta kêu bằng chơi ấp hiện á. Dạ. Chơi ấp hiện ông buồn gia đình, vợ ông cũng mới mắc hay gì đó, vợ á,
vợ con mất hết là do bệnh dịch á. Rồi ông cũng buồn rồi ấy, rồi thằng gia mới ở với cái bà cụ này mới đưa về. Khi có thai hoặc có thai hay là đẻ gì thì mình không rõ nha. Cái này là thầy của anh kể thì không rõ, tại vì ông làm mặt thám á. Khi mà điều tra ra thì bắt nguồn là điều tra từ chỗ ông Lê Văn Tắc. Ông hoạt động cho Nhật. Thì trước khi điều tra ông Lê Văn Tắc thì người ta phải điều tra ông Lê Văn Tắc là con của ai. Cái nguồn gốc của từ đâu. Thì cái đó là thầy mình là kể lại là thầy mình thời đó là mặt tám. Thì cái thông tin ở trong cái điều tra chính xác là như vậy. Thì ông Lê Văn Tắc là con của ông Lê Văn Trung, nhưng mà được ông Lê Văn Trung bí mật đem về ở dưới vùng đất Châu Đốc, Thanh Châu đó. Đất Châu Đốc, Thanh Châu đó để mà xanh hay là xanh dòi đen phía dưới gì đó thì chuyện đó mình không rõ. Thì ông Lê Văn Tắc lớn lên cũng ăn học đàng hoàng, là cũng giỏi giáo nha. Người là cũng tài ba, cũng viết văn làm thơ đồ này kia, rồi cũng có gia đình sớm. 16, 17 tuổi, 18 tuổi gì đó là bắt đầu là đã có gia đình rồi. Thì ông ta làm việc cho một cái đảng phái chính trị của Nhật Hoàng Cường Đệ, do người Đông Dương phải ủng hộ người Đông Dương á. Tất nhiên là người Đông Dương mình là người chứ không ủng hộ Pháp á, ủng hộ đây đó. Thì mới bị Pháp bắt năm 1941 gì đó, là mấy 42 gì đó, là mấy bị Pháp nó bắt. Pháp nó bắt nó giam. Giam rồi thì cũng giam ổng, cũng trong vòng điều tra là cái bắt ổng là do cái nhóm của sư phụ mình bắt nha. Vì mà bồi chống lại Pháp mà thì bị mật thám bắt. Là cái nhóm đó nó mới dính líu với bên anh ông nội anh, hồi đó nó là cho ông Lê Văn Tắc này nè là có gian ghe đó, có gian ghe đi á. Có gian ghe đi, ông nội anh hồi xưa là có mấy cái ghe ở Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, rồi bây giờ đó là đi mua bán hộp dịch ở trên Nam Giang, chở hộp dịch rồi chở đồ về Sài Gòn đồ bán vậy đó. Thì ông Tắc này ông ở cái khu vực Tân Châu thì mỗi lần ra đi ngang tại tỉnh thoảng ông muốn đi Nam Giang là ông có gian và cũng có chơi thân. Cũng có chơi vậy thôi chứ cũng không phải là tăng gì xe máy chứ không có bà con nha. Chỉ ngay thôi mà khi bắt ông Tắc rồi nè thì ông nội anh cũng bị dính líu. Ông nội của ông của anh là bị dính líu, là cũng bị điều tra hoài mà bác nó cũng mời tới mời lui mà nó điều tra rồi không có, tại vì ông nội chỉ có gian thôi chứ ông nội đâu có làm gì đâu, đâu có hoạt động gì đâu. Rồi ông nội anh sợ mấy trốn lên trên núi chỗ trên nhà anh bây giờ nè. Dắt con cái bà nội đồ này kia bỏ tắt bỏ giường đồ hết trơn, mấy trốn lên này tay vợ luôn á. Thì ông Lê Văn Tắc thì ông năm 45 là ông ra, ông được thả ra, ông được Pháp thả ra. Ông được thả ra và ông cũng dẫn âm thầm ông hoạt động ra tiếp tục nữa. Ông cũng làm tiếp nữa. Mãi cho tới năm 49, 50 á. Và bắt đầu là cái lúc này là ba ông mất rồi nha. Ba ông là ông Trung á, ông Trung mất rồi. Ông Trung là ba ông Tất. Ông ba ông Tất là mất rồi nha, mất rồi á. Lúc này là ba ông mất rồi là, nhưng mà chắc cũng còn chối dặn dò gì lại kiểu như phải giúp đỡ ông này vậy đó. Thì ở trong thời điểm này ở trong đạo Cao Đài nó có một
ông cũng tên là Lê Văn Trung đó nha. Dạ. Mà ông đó cũng là một người từng từng sáng lập ra cái đạo cũng có công mà nhúng tay vô và sáng lập ra đạo Cao Đài đó. Cũng tên là Lê Văn Trung nhưng mà ông này nhỏ hơn, ông này sinh năm 1901 gì đó. Dạ. Ông này nhỏ hơn kia. Mà ông này cũng có một người con tên là Lê Văn Đắc nữa nha. Ghê vậy, trùng hợp vậy anh. Ông này cũng có một người con, tôi nói tới cái dòng họ này là dài dài tới ông Tùng Văn là nghe đi rồi mày gặp thấy mày nhức đầu luôn á. Dạ. Nó rối bèn như cành hẹ. Dạ. Thì cái ông Trung này nè, ông ấy đem ông Đắc lên trên, chắc là mình nghĩ, theo nghĩ là chắc là cũng ông kia cũng trước khi mất cũng dặn là giúp đỡ cho ông sau này mà ông này lớn lên rồi giúp đỡ vậy đó, thấy không? Ông kia mới đem về. Thì ông Trung này thì ông đem lên mà ông có hai người con lớn rồi, ông là tên là Lê Văn Đắc Y Gan, nhưng Lê Văn Đắc mà như là nhỏ tuổi hơn đó ông thầy, ông nghe kể là ông này bao nhiêu tuổi hơn á. Yeah. Một người nữa là doanh nhân nha, doanh nhân lớn ở Sài Gòn á, từng làm ăn lớn á, như chị Hào là bây giờ vậy đó. Còn công ty này vì có ông gia chung này là người là học thức rồi là làm chức sắc lớn ở trong Cao Đài à, thì mới đem ông Lê Văn Đắc này mới lên trên tòa đô chính Sài Gòn á, làm việc ở trong đó đó. Ý không phải là làm việc mà để lên đó để mà ở trong đó để mà không có bị mấy cái tổ chức khác, ít có bị mấy cái tổ chức khác nó dòm ngó nha. Ở ngoài mà hoạt động ở ngoài nó rất là nguy hiểm, thời xưa mà hoạt động chính trị nguy hiểm lắm. Mày đem lên cái kiểu mà đem lên lên cái những cái chỗ là an toàn nhé, có người bảo vệ rồi vậy đó. Để mà làm việc, nhưng mà ý của ông Trung là ổng hai người con của ổng, không có hai người con mà người thì nó làm doanh nhân rồi, ông kia thì ổng làm tướng rồi, tá rồi, tá tướng gì đó, cũng giữ binh quyền quân đội được của Cao Đài dữ lắm. Yeah. Rồi sau là ổng làm chủ, rồi sau rồi ông các con của ông Trung đó là làm chủ tịch tỉnh luôn nha, tỉnh trưởng á. Dạ. Kia sau là làm tỉnh trưởng luôn, thành ra hai ông kia là ổng có muốn tham gia vào đạo nhưng mà phải nắm đạo, anh nói gì hiểu không? Yeah. Phải nắm được đạo làm chính trị nó mới dễ. Yeah. Thì đem ông Đắc này lên là nó đã có sự sắp xếp từ lúc ông này còn nhỏ rồi, chứ không phải là mới đem lên mới sắp xếp. Là cho ông kia là mình nghĩ là nó đã có sự sắp xếp rồi, thì ông này ông cũng xưng là Thần Liên rồi đi vậy đó. Thần Liên là tính cái đạo hiệu đó nha. Yeah. Cái đạo hiệu trước cũng như Đức Phạm Công Đắc vậy đó, cũng có cái đạo hiệu riêng. Thì muốn lên nắm cái sau này mà muốn lên để mà nắm cái tôn giáo là phải có một cái đạo hiệu ha. Yeah. Phải nắm được cái tôn giáo và mà người đó phải xuất chúng. Người đó cũng phải xuất chúng, cũng phải giỏi. Thành ra ông Đắc thì nó ngay là ông giỏi ha, không phải là chuyện từ mỹ nhà thơ nhà văn, nhưng mà ông làm là làm chơi thôi, ông ý đồ của ông là không phải nhà thơ nha. Tại sao này rồi ông ngày ông già rồi nó không có còn hy vọng nữa, rồi ông buồn rồi làm thơ đồ chơi vậy đó, chứ còn thanh niên là trung niên là không có nghĩ tới cái chuyện mà làm thơ nha. Đó là nhà. Yeah. Là nhà chính trị á. Vì ông là cái tư tưởng của mấy người kia là sẽ đưa ông lên thế ông Phạm Công Đắc. Tới Phạm Công Đắc thì trong thời gian đó không biết nghe thầy mình nói lại là tỉnh chuẩn bị lập đàn cơ đó. Tất nhiên mà muốn đưa cái người đó vô trong đạo để mà làm cái gì là phải dựng cái đàn cầu cơ lên, nói mẹ nó ra cầu cơ đi, tại vì cái cầu cơ cái người của Cao Đài ưa dựng mấy cái cơ đàn lên lắm. Yeah. Ta làm nó có thứ tự kiểu như là thánh trời ở trên mà chiếu xuống mới được làm nhá. Mà nào giờ mày biết cái vụ cầu cơ đó chưa, mà có thấy ta cầu cơ chưa? Dạ thấy rồi anh. Thì có cái bàn cây để quay theo cái chữ á. Dạ dạ. Cái đó cầu cơ đó, ta nhỏ nhỏ ta cũng thương.
xưa đi theo mấy ông xin số cầu cơ ô mày hồi lại công an một cái chạy chạy nè mấy ông lớn chạy muốn chết còn tao là trước khi chạy là tao phải quất cái dĩa trái cây đó thì cái ý đồ của người ta dựng ông đặt lên vậy nhưng mà có một số người ở trong đạo sau đài là người ta không chịu dạ đi ra ông này ông mạnh thiệt nhưng mà tao không chịu rồi mà không biết ở trong cái chuyện mắt mú đó nó làm sao không biết nha thì ông cụ đây ông đặt cảm thấy ông mới bị tai nạn vậy hả anh tai nạn ông mới bị tai nạn là tại mình nói là nguyên do là cái kiểu như là người đó trong một cái tôn giáo nó nhiều quá nhiều phe lắm thì bây giờ cũng vậy chứ phải như nó có nhiều phe phía rồi người bằng lòng người không bằng lòng này kia đó có số người ta không có chịu là đưa ông cắt này lên với hai nữa ông còn quá nhỏ mà cái thời điểm đó là đức ẩu pháp ông đang chạy nạn ở trên Campuchia nha đức phạm ông cắt ông chưa chết tới năm chín đức ẩu pháp mấy đợt lần thời gian đó là đức ẩu pháp còn sống ở ông đang chạy nạn ở trên Campuchia dạ nó thì khi mà bị tai nạn thì nghe thầy mình nói là ông bị liệt đồ này kia chứ không hẳn là bị liệt nha thầy mình cho là không hẳn là ông bị liệt cái dạng như là bị rồi nhưng mà nó dần hết nha nhưng mà kiểu như là cái sức khỏe nó không giả bộ luôn không có được sẵn đó là giả bộ chết luôn giả bộ kiểu như là giả bộ tàn phế luôn giả bộ tàn phế luôn rồi tổ chức nó mới đưa ông về chỗ đốc đưa ông về chỗ đốc lúc này là đưa ông thẳng về chỗ đốc luôn chứ không có còn ở trên Tân Châu nữa đưa ông thẳng về chỗ đốc thì lúc này á là bắt đầu là trong cái thời điểm mà ông ở trên ra làm trung tòa đô chính là lúc trong thời điểm đó là ông Lê Trung Dân ông cũng đã lớn nha mười mấy tuổi hai mấy tuổi gì rồi theo độ đó cũng mười mấy nha mấy hai chục hai mươi hai mấy gì đó cỡ đó đó là ông cũng y gan như ông kia cũng có vợ sớm nha cũng có vợ sớm có vợ chứ không phải là không có vợ đâu không có vợ vợ trước sớm mà có vợ rồi bắt đầu ông cũng dẫn hoạt động nhưng mà ông đi theo Nguyễn Đông Châu thì cái Nguyễn Đông là Châu ông Lê Tùng Vân là ông Lê Tùng Vân theo Nguyễn Long Châu theo Nguyễn Long Châu nhưng mà theo ông Lê Văn Tắc là theo trước rồi ông Lê Văn Tắc thì hai cha con hai cha con đang hoạt khi mà hoạt động á thì cái đó là cái bên của cái đảng phái đó là một bên của phe của người Nhật đã dựng ra thì hai cha con làm việc dưới chung với ông Nguyễn Long Châu đúng không anh nhưng mà ông Tắc thì ông theo cái thế hệ trước nhưng mà khi ông Tắc ông lên thành phố ông làm rồi là ông đã có cái ý tưởng khác và tất nhiên là sau này nếu mà ông nắm được đạo Cao Đài ông nắm được cái bên của Cao Đài mà ông Nguyễn Long Châu mà nắm được cái thành lập cái giáo phái mà thành công và hai người này thì sẽ hợp lại sẽ hợp lại còn thì thành ra ông Lê Đồng Văn ông ở trong cái giáo phái của Nguyễn Long Châu ông cũng được cưng chiều ấy bị cái con kêu bằng con của rồng cũng được cưng chiều này kia ông Lê Đồng Văn thì ông rất là quỷ ông là ông khôn thì cũng khôn như cha ông nhưng như này vậy nhưng mà ông rất là quỷ ông quỷ quyệt ông mưu kế dữ dằn lắm ông làm cho là tôn giáo là gối ben lên trên là cũng do ổng nha bây giờ cũng như vậy ví dụ như là Nguyễn Long Châu sai ổng đi thì bây giờ cũng như vậy đó anh Luận Thế Gian bây giờ thì thấy Phật giáo cũng bị ổng làm
te tua. À thì là chuyện vậy đó, nhưng mà cái ông Nguyễn Long Châu này á là những cái chiêu trò mà gái đó cái chiêu trò mà gái mà tu mà có gái rồi này kia là ông Nguyễn Long Châu bài gan nha. Dạ. À thì ổng lập giáo ở trên núi Cấm á, ở chỗ mà anh dắt Cưng đi lên á. Dạ. Trên cái điện đó ngày xưa đó là ổng bài ra ổng nói là ổng tu tu sĩ đạo sĩ chứ không phải là tu sĩ là đạo sĩ, nhưng mà khi mà cái người nữ mà nhập thái ổng vô mà dính cái trưởng ổng rồi đó, ổng ăn ở hay là kia ổng gạt ổng bỏ thuốc mê đúng gì đó, chị chuyện thuốc mê đồ này kia là mà tính sao á, để họ kể sau nha. Dạ. Là bắt đầu ổng chuyển cho cái người đó là cái tư tưởng khác, là ổng nói là sau này ổng sẽ làm vua kiểu như là Phật vậy đó, Phật mà Phật Dương là vua vậy đó. Dạ. Ổng là kiểu như là nhiều ổng ở với nhiều người phụ nữ rồi, cái người ta nói ủa sao mà thầy tu rồi mà làm mấy chuyện ô uế cửa thiền rồi này kia, ông nói không, cái đó là cái xác thôi, còn cái chính của ông là vua. Dạ. Yeah. Ông Trần Sưng ông là Nguyễn Long Châu đó, là Nguyễn là gia danh dòng tộc đó là Long Truyền Bá Pháp Khai đó, Long Truyền Bá Pháp Khai Châu Văn Dương Dĩ Hiệp đó. Cái Châu mấy câu mà khẩu đạo là ý ông nói là ông là con cháu là những người là để phục dựng lại đời nhà Nguyễn, thành gia tu hành là phải có cung phi mỹ nữ. Yeah. Thì mấy bà vô đó mà nghe ông dụ ông nói là sau này mà thấy bất ra mấy bà hoàng hậu phi thiếp đồ này kia là nghe danh giá nghe mê lắm. Yeah. Nhưng mà không phải nói bằng cái miệng mà dụ đi nghe ông Nguyễn Long Châu ông được cái đám của khắc long hội của bên người Nhật á là cho ổng một cái loại thuốc. Yeah. Làm cho ổng một cái loại thuốc uống vô, mình giờ không nói hứng thành cái gì, nói mẹ như giờ là mua thuốc sung vậy đó. Yeah. Mua thuốc kích dục vậy đó. Yeah. Thì vô ổng ổng mà săn con mồi nào á thì ổng mà ổng để ý tới con mồi nào là bắt đầu ổng thuốc đẹp hay là có tiền hay gì, mà thường thường là đẹp là phải có tiền mới được nha. Dạ. Là nó tại cái thời mà mới lập giáo trên núi Cấm là ổng gù được một cái bà đó, cái bà đó là lớn hơn ổng, ông Nguyễn Văn Châu nha, cái bà đó lớn hơn ổng hình như là gần 20 tuổi hay gì đó. Yeah. Mười mấy 20 tuổi hay gì đó. Yeah. Là cái bà đó là em của tướng, em của ông tá mà nắm cái quân đội ở vùng Cần Thơ đó, Thốt Nốt Cần Thơ đó. Yeah. Đó là cái bà đó là cung cấp cho ông vũ khí. Yeah. Bà đó bà về bà thỏ thẻ với em, bà mới cung cấp cho ông Nguyễn Long Châu là vũ khí ra. Yeah. Cung cấp lên vũ khí. Nhưng mà cung cấp vũ khí là sau này, mà trước khi mà chưa có vũ khí mà lúc mà đang vũ gái rồi này kia là ông cũng bị người ta lật mặt và người ta lên đây dẹp cái chỗ mấy lần rồi. Nhưng mà ông hứa rồi, thời gian cũng y gian như ông Tùng Văn bây giờ nó kéo dài như quên cái ông làm nữa. Dạ. Yeah. Cái dài ông hứa kiểu như người ta lên người ta dẹp cái ông hứa ông mấy rồi, mấy ông thì miệng lưỡi ta hay lắm. Thì ông Nguyễn Long Châu à nhỏ ông cũng khôi ngô tính tú và thông minh và đẹp trai nha, cũng như ông Tách ông Lê Tùng Văn vậy đó, giữ mà chứ không phải là thường nha. Ông này nhân vật này là mà mới giữ để khi nào thì mình kể với ông. Yeah. Bây giờ là nói về ông Lê Tùng Văn. Yeah. Thì ông Lê Tùng Văn cũng được kinh chiều là mới được ông Nguyễn Châu là gì cho ông làm cái trách nhiệm cũng như là liên lạc gì đó, giao liên vậy đó. Bởi vì cái người cái đảng phái của Nguyễn Long Châu với ông Lê Văn Trạch này khi mà phối hợp nhau là nó có. Yeah. nó có rất nhiều bộ hạ thì. Yeah. cài vô Hòa Hảo nè, cài vô Cao Đài nè, cài vô mấy cái tôn giáo như Hiếu Nghĩa rồi của anh. Yeah. Sơn Kỳ Hương rồi này kia đó là mấy ông cài vô hết rồi, ở trong mấy cái quân đội. Quân đội ông cài vô làm xỏ mũi mấy cái quân đội, ông nói là phải nghe hết trơn á, như là bà cục rồi này kia đó. Yeah.
là bị mấy ổng xỏ mũi hết trơn luôn, bày đỏm đồ này kia nó làm mấy ổng đứng ra mấy ổng xỏ mũi hết trơn nha. Kiểu như là nó đứng ở trong nó cho tiền nha, nó cho tiền rồi nó đưa người vô làm quân sư rồi nó xúi làm gì á, thì nó làm hồi là mấy cái tôn giáo là không có hiểu lầm với nhau, là đầu là đầu xích mích với nhau là đánh là tiêu tùng hết trơn ha. Sau cái thời gian nó xích tướng nó xuống như sao đó, là cái băng của ông Ba Cục là lúc trước là nằm chung với ông Ba Cục đó, là cái quân cả ông lính lính cái dạng lính của ông Năm Lửa nha, quân đội Năm Lửa đó. Tính của Năm Lửa suối ông Ba Cục là tách rời ra tại vì bên Năm Lửa là để nằm ở trong bên ông Năm Lửa là nói là cái có nhiều người bạn tới bạn lui là không nghe, thành ra mấy ông Ba Cục đó thì ông Ba Cục thì cái dạng như là dân du côn mà lên làm tướng mà thì cái đầu óc cái mưu trí nó không có bằng những cái người có học. Bên của Năm Lửa thì nó có cái đám có một số quân sư người ta cũng rất là giỏi với người Pháp ta cũng có cắm cài vô, thành ra suối họ không có được, nó tách ông Ba Cục ra riêng. ông Ba Cục cũng phải phản phé, ông ấy sẵn cái dịp đó mà cái thời cái diễn biến của thời cuộc nó cũng lưu vô rồi, thành ra ông Ba Cục cũng cấp riêng về cái vùng Cần Thơ. Ông về cái vùng Cần Thơ thì cái ông Lê Tùng Vân là theo sát tới bên Ba Cục nha, theo sát mà là nắm thông tin đồ này kia rồi này kia đó, là ông theo ở bên ông Ba Cục, nhưng mà không phải là có nghĩa là ở trong đó nha, theo kiểu như là giao liên tiếp tế tin này rồi kêu Ba Cục làm gì vậy đó, nhưng Ba Cục phải làm theo bởi vì phải làm theo mấy có tiền chứ quân đội mà không có ai bảo kê cho ông này, ông cấp ra rồi đâu có tiền đâu mà ấy. Đâu có tiền đâu mà nuôi quân thì đó là cái thời đó là cái băng của Nguyễn Long Châu là góp cái thế của tôn giáo đi góp mặt chắc nhiều, mà đi góp ở trong người nào mà theo đạo rồi góp nặng nề lắm á, góp tiền á đó, góp nào mà giật nhật cái tổ chức của nước ngoài nó tài trợ nữa, rồi lớp nào là đi tu dai nặng lại rồi tùm lum hết trơn, làm đủ chuyện để mấy có tiền mấy nuôi quân được. Ông Lê Tùng Vân cũng ở bên ổng làm theo chính xác ở bên của ông Ba Cục. Ông Ba Cục này thì Lê Văn Vinh á, ổng sinh năm 1923 đó, thì nói tới Ba Cục thì ở miền ai cũng biết hết trơn rồi ha, lịch sử ghi rõ ràng những Ba Cục này ha. Nhưng mà cái người mà điều khiển của Ba Cục này là ông Nguyễn Long Châu nha. Cái người mà điều khiển ông Ba Cục đó là ông Nguyễn Long Châu. Châu ông ảnh ở trong đó là ông muốn cái gì, muốn làm gì đó làm cho ông Lê Tùng Vân là đi qua đưa thông tin là phải kêu làm vậy, phải kêu tính sổ này tính sổ kia là làm gì đó, là ông Lê Tùng Vân này ông đi qua ông Lê Tùng Vân này ông cũng quỷ lắm, nhiều lần á nha em là những cái người cái này là nha, cái người mà theo ổng á, theo ông Nguyễn Long Châu á, là kể lại đó là nhiều lần á là ông Lê Tùng Vân này nè, là ví dụ như là bên kia đó là kêu ổng suối ông Ba Cục đó tự phong tướng tá vậy đó. Kiểu như nắm quân đội là vậy, tại vì lúc trước ông theo Pháp là được phong, mà khi ông chia ra thì bên kia nó chấp đâu có còn cái chức gì, đâu có quân hàm quân gì đâu đeo. Ông suối ông kêu mai cái bộ đồ là đồ như là đồ của thầy tu của theo đạo Hòa Hảo vậy đó, mà nó không phải giống như Hòa Hảo, giống như là đạo sĩ vậy đó. Nhưng mà mang quân hàm tá tướng là không nghe.
Mai quân hàm rồi vô quan đừng có nhìn mắc cười lắm. Suối ông ba cục làm vậy đó, bị rồi mấy lính nó cười kiểu như không giống ai vậy đó, không giống ai vậy đó. Rồi cái ông ba cục đó, ông viết thơ cho mà ông suối, mà ông nói là đức giáo lãnh suối, đức giáo lãnh là Nguyễn Long Châu đó nghe. Ông suối mà ông kiểu như ông kia đi kêu qua làm này làm nọ, mà ông dặm mắm dặm muối ông suối thêm vậy đó. Dạ. Ngày xưa đâu có điện thoại như giờ đâu, giao liên nhau nói chuyện thôi à. Dạ. Yeah. Ông bà cục cũng nói sao mà anh kêu tôi mai mấy cái bộ đồ mà mặc không giống ai chứ lúc về mà nó cười quá trời cười. Ông nói tôi kêu anh mai đồ gì hả, tôi kêu anh mai cái thằng nên là ông tuân dân hồi đó là ông tên nên nha. Dạ. Ông đi vậy ông tên nên, ông nói thằng nên nó kêu vậy đó, nó kêu nó anh là phải kêu mai đồ vậy đó, mặc lên nó mới có cái sắc khí, thành ra nó mới thu phục được đồng dân á, thành ra tôi mới cho người mai theo y gam, như là nó giờ mặc vô lính nó cười. đồ thì đồ tu sĩ mà mang quân hàm mẹ bá tướng rồi này kia đâu. Cái ông kia ông Nguyễn Long Châu ông cho ông nói ông quá, ông chỉ kêu ông này là kiểu đi làm này làm gì, làm này làm kia thôi. Nó bắt đầu ảnh là ảnh qua đợt sau nữa, anh đi qua ông bên cục ổng me, ổng có biết là ổng me này rồi. Đợt sau ổng qua qua rồi ông bên cục cũng bắt ồ mà ông đẩy ra mấy cùng ốc quýnh cho mấy cùng ốc là nó nỉ cái miệng của ai ta mày thang á, ta nói là thôi vậy để cũng lỡ dạy rồi này kia rồi quýnh tha cho đệ là này kia rồi để kiếm hàng nhà mà ông bằng những cái người đi kiếm những cái món đồ chơi phục vụ đồ này kia cũng như là gái đồ này kia vậy đó. Bây giờ ông giữ tiền mà ông ấy à, thành ra ông nào cũng phải được lòng hết trơn, kể cả nhiều khi kể cả có du kích hoặc là ngày xưa mấy người làm Diễn Minh á, Diễn Minh mà kiểu như là hoạt động ở sớm thì thôi đó, thì cũng được, ổng cũng mua chuột nha, để cho cái an toàn của ổng đâu đi tới đâu là mua chuột thì không có tiền mà giữ tiền mà ông bị ông bà cục quýt mấy cụ móc rồi đó, thì cũng tha quýt rồi thì cũng hay thôi, cũng thấy cũng hứa rồi này kia đó. Là ổng quán là ngàn ổng là ổng thù dai lắm á. Ổng thù dai lắm thì ổng bị quýnh rồi là ý ổng là ổng là thường thường là cái tính là dâm dục của ổng là từ nhỏ tới lớn là ổng đã có cái tính đó rồi, nhưng mà hồi nhỏ đó ổng còn nhỏ là ổng không có thích gái nha. Dạ. Ổng thích mấy bà mà lớn tuổi mà vợ của ông này ông kia rồi này kia đó, nói chung là mấy bà đó chắc mấy bà đó có tiền ăn giọng nhìn dễ ngãi hay sao đó, cái ấy à, nhỏ là ổng thích mấy bà già nha, mấy bà lớn tuổi hơn ổng nghĩ nha, 10 tuổi 10 đầu giờ 7-8 tuổi mà 10 tuổi là ổng lại thích mấy mình đó. Ổng phái vợ của bà cục cho ổng nhiều vợ lắm cục mà á, ổng nhiều vợ đó, ổng phái vợ của ông bà cục mà ổng không có biết làm sao mà nó là ổng hoạt động ở cái vùng Châu Đốc với bảy núi á. Yeah. Với khu vực của mình đi đó. Yeah. Khu vực của mình đi đó là ổng vòng vòng nó, nếu có cần thiết thì ổng đi xuống Cần Thơ rồi này kia, nhưng mà cục rồi đi qua bên đồng tháp đồ này kia vậy đó, và quân đội của năm nữa thì ổng đi vòng vòng theo đó à. Rồi ở trong hoàng hậu cũng có băng nhóm của ổng là lon vô nữa nha. Dạ. Lon vô nó chắc nó suối rồi cũng có một số người nằm của các bạn ấy
chứ không phải không có nha. Chơi là tới nhau là tao nói mày đụng tới ai, đụng tới ai cũng bên anh được đó bé. Mà thì mấy ông kia mới anh về anh nói là nó thù nè, anh trả. Mấy ông kia mới mấy chơi thăm mà biết cái tánh anh vậy, anh chờ mày muốn ha, mày muốn bà cục mày sợ thì dễ ẹt chứ gì đâu, đâu mày làm sao mà chôm được cái quần nhỏ của mình slip hả, của mày chôm được cái quần nhỏ của con vợ nào của nó mà mày thấy đó ha. Thì tao làm phép cho mày là con nhỏ nó mê mày là nó mày nói gì nó nghe rồi. Mà nói chơi vậy thôi chứ không phải là thiệt nha. Mấy ông kia mấy ông lớn ở trong tổ chức á, ông lớn ở trong tổ chức chỉ nhờ chơi vậy, không thấy ông nhỏ mà ông chơi nhiều cái ông hỗn hào này kia mà tổ chức của Nguyễn Long Châu dám đụng tới ông, mà đụng tới ông thì ông Nguyễn Long Châu ông binh. Tại vì được người của tổ chức người ta cử xuống, người ta bảo vệ coi cũng như là hoàng thăng quốc khách vậy đó. Đụng tới ông thì mấy ông kia ông binh. Mấy ông lớn nhiều khi cũng bận cổng rồi không muốn chơi nha nha. Cái thời gian sau mà bà cục á, bà cục cũng bị ông Dương Văn Minh đánh tụ mà tan rã chơi chốc chốt. Dương Văn Minh là ai? Dương Văn Minh là thời của ông Diễm đó. Sau này là hồi đó ông còn làm tướng, sau này là ông là vị tướng là tổng thống cuối cùng là đầu hàng vô luôn á. Đầu hàng Dương Văn Minh hả? Ông mà đầu hàng đọc bản đầu hàng phải không? Đó ông nắm quân đội và ông quýnh cái vùng ăn về giang bảy núi rồi này kia là từ thời Tây mà qua tới thời Mỹ luôn hả? Bởi vì thời đó lúc đó, những thời điểm đó là Mỹ nó tài trợ vũ khí này, nó tài trợ cái khí tài hiện đại này. Thì thời phản đó là phản năm mấy rồi, năm 56 rồi đó, năm 55. Cái năm mà ông ăn cắp cái quần xì của bà vợ ông bà cục thì ông bà cục lúc đó là bị đánh phanh mạnh hết trơn rồi, là ông đi trốn, ông đâu có dắt vợ ông đi theo được. ông đi trốn ở trong rừng, trong ruộng, trong đồ này kia, đâu có dắt vợ được. Ông đem mấy bà vợ ông lên cái nhà của người bà con của ông ở trên Long Xuyên, ở trên Chắc Hà Đao nè. Trên Long Xuyên nó cái chỗ mà nhà bà lộ đẻ mà giờ vô Châu Đốc, đường vô anh, đường vô qua Châu Đốc á, trên Long Xuyên anh đi xuống á, chỗ đó có nhà bà lộ đẻ đó. Chỗ đó khu vực đó anh ta kêu bằng Chắc Hà Đao đó. Ở đó có nhà ông bạn của ông chưa, ông đó là giai bà con mà giai lớn hơn ông bà cục. Ông bà cục ông mới gửi mấy vợ của ông ở cái nhà đó. Thì cũng vẫn hoạt động, ông kêu trốn mà trốn nha, mà cũng vẫn cái cơ hội này là cái cơ hội của ông Lê Tùng Vân. Lê Tùng Vân để mà ăn cắp quần. Thì cũng sai ông dắt về ông Nguyễn Long Châu, cũng sai ông đi đầu này kia đưa thơ đầu này kia đang chỉ đạo để thơ đó, rồi là tối thì ông bà cục mới về lấy làm gì đó là theo cái ý chỉ của Nguyễn Long Châu đó. Thì lúc này thì ông kia đâu có còn mấy bà này, đâu có đi theo ông này, nó còn ở nhà đó. Thằng xã cơ hội này mà nhà của ông này tên ông Hoành, từ bảy hoành bảy gì đó, ông này sau này trong lịch sử cũng có để trong cũng cái tiểu sử nói về ông bà cục đó là có để ông này tên gì còn anh quên này, có để còn thấy mình nha, lúc còn thấy mình chạy thì chưa có vũ YouTube này thì nó chưa có chạy. Chưa kể mà ông này là thầy dạy người võ nha. Ông ở cái xưởng mộc, nhà ông là cái xưởng làm mộc á. Những người vô học làm mộc nhà ông là toàn bộ là ông dạy người võ luôn.
ông dạy nghề võ luôn. Hôm ngày ông vô ông đưa thơ đưa bồng gì đó ông trùng danh á, xong xuôi ra ông gạo ra nhà sau rồi ông ngày ông xốp cái quần đi. Xốp cái quần mà cái đám đệ tử của ông chủ nhà ông tưởng đâu là ăn chậm à, tại vì ban đêm mà ban đêm mà chỉ tưởng là ăn chậm chứ đâu có biết làm đâu. Được ông mới phóng xong thì sợ mất sợ mất cái quần, phóng xong rồi đụng lỗi thì mất cái quần á, trắng cái quần á trong hàng quá tội. Ông gọi rất là hay nha, mấy thằng Hoàng Nguyên Nhất Nguyên đồ á, mà nó nói ông gọi qua xong Cần Thơ đồ này kia đó là có đó chứ không phải là không có đâu nha. À vậy hả? Không, ừ không gọi rất là hay nha, ông Lê Đông Dân á gọi dữ lắm, thì phóng cái rột rồi mấy kia cũng đâu vừa cũng phóng theo đó mà loại mà loại không kịp lắm á, 5-7 người nó phóng theo vừa, nó tính đâu là ăn chậm vậy đó. Rồi vô xong ngủ mà không còn là ông chúng chạy cỡ nào cũng không bỏ ra quần hết trơn mà về mấy ông khi về lên tới trên Châu Đốc đó là cái căn cứ của ổng á, đóng ở cái khu vực ruộng giáp Châu Đốc với vùng Mỹ núi á. Cái khu ruộng á mà cái băng mà tài trợ là ông bị đỡ không tài trợ, ông bị đỡ không bảo vệ, ông bị đỡ là cái tay là dữ dằn ở trên ấy là ông bị đỡ không tài trợ, ông bị đỡ thì lính cục qua cục thì ấy nó là được cái băng nó bảo vệ lại cho nó, mấy ông mà quân sư rồi này kia đó của cái băng Nguyễn Thanh Châu á là ở trong một cái khu rừng ở đâu ngoài ruộng, nhiều khi ở ruộng có nhiều khi núi có, là được cái băng của ông bị đỡ là bảo vệ. Mày đảm không có một tớ quân đội nha. Hỏi về mấy ông kia hỏi sao mà mày bị gượt mà mày cái nào mày cũng không bỏ không bỏ cái quần. Ông nói đồ mày bị gượt phóng xuống sông xong và chạy là lỗi đó, mà tôi là chỉ có đường sông tôi mới ấy phải không, mai là thì cái nhà ông đó là ở trước là mặt lộ sao rồi xong sao là cái sông lớn á, anh trước thì mặt lộ á sao xong anh xuống thì anh xuống đồng đường bộ rồi tới anh về được xong á. Anh kia thấy anh cũng ghét anh lắm mà không có dám làm gì anh, nói sao mà mày chạy sao mà lội xong rồi sao mà giữ được cái trời tôi trắng trong họng đổ mẹ cả nào cả nào cái nào tôi cũng đem cái quần về để mà làm phép chứ. Ảnh thì chắc cũng có ve vãn gì mấy bà kia rồi, mấy bà kia không chịu quá gì đó mấy cái hoa không có nào ảnh quỷ đó rồi tới tới mà sao á sao mà ông Ngôn Diệm á, Ngôn Diệm là ông làm mạnh lên à, lúc đó là chưa có, hình như là chưa có làm tổng thống, hình như là cũng như bây giờ là thủ tướng nha nó. Lúc đó là tổng thống, là hình như là tổng thống là còn của còn Bảo Đại nha, quốc trưởng chứ. Đó quốc trưởng là Bảo Đại, còn Ngôn Diệm cũng như là thủ tướng nha nó. Chắc không kể như thủ tướng nha, mà lúc đó là chưa Bảo Đại còn làm quốc trưởng nha, là vua Bảo Đại á. Vua Bảo Đại nó còn khi mà ổng 45 rồi á, ổng mới quay ngược lại được Mỹ đưa về đó. Đưa về á dựng ông lên là quốc trưởng á. Còn cái đời vua ổng là lúc 45 mà hết rồi, là nghĩ làm vua là lúc bắt hầu hãy là hết rồi, nhưng mà sao là ổng trở lại phải không, sao là được Mỹ nó dựng lên đem về đó. Thì ông thời điểm đó là ông Ngô Đình Diệm ông muốn lên làm tổng thống luôn. Lật ông Bảo Đại là ông lên ông làm tổng thống này cai trị đất nước luôn. Lật
lên ông chánh quyền đúng không, đại nhất ở mày gọi là đại nhất cộng hòa nó là miền Nam Việt Nam luôn á. Dạ. Lúc đó thì bắt đầu là chia đôi đất nước này. Dạ. Chia đôi đất nước thì Ngô Đình Diệm ông thấy tôn giáo thì ông cũng lúc trước ông được người Nhật dựng lên thì ông dựa vào tôn giáo. Yeah. Khi ông lên ông nắm quyền rồi thì ông sợ tôn giáo. Yeah. ông thấy tôn giáo nếu mà để là nó mà ngủ nguyên độ mà nó quánh, bây giờ mình sai nó quánh mình, mai mốt mình khác sai nó cũng quánh. Mình sai nó quánh khác, mai mốt mình khác sai nó quánh mình à. Yeah. Đó thành ra ông coi gì muốn mấy tiêu ngủ ông mấy cái giáo phái chỗ này kia đó là mấy cái ba mà mấy tay hậu ca là ông làm thịt trước. Yeah. Còn mấy cái như Phật giáo chỗ này kia là ông trị thượng ông làm thịt sau. Yeah. Bắt đầu ông quốc bắt Nguyễn Long Châu rồi bắt ông bà cục bắt chằn ngay lắm, bắt nhiều lần lắm, giạt nhiều lần lắm. Bắt Long Châu đi anh. Kể ông Ngô Đình Diệm bắt Long Châu ra sao anh? Giờ chưa thì đang kể nè, là bắt đầu là bắt ông Nguyễn Long Châu đem về Sài Gòn rồi bắt luôn bà cục luôn. Yeah. Ba cục thì kêu án tử hình, đem về Cần Thơ tử hình nha. Yeah. Đem về Cần Thơ tử hình, còn ông Nguyễn Long Châu là đem ra tòa đúng ra là tử hình, nhưng mà ông Nguyễn Long Châu là có biết được cái giáo phái được tín đồ cũng nhiều á. Yeah. Tín đồ cũng nhiều á, nó kéo mối tình. Cái ngày mà tín đồ cũng nhiều á, còn ông kia là cái dạng như là quân đội, cái dạng như là đảng phái thành ra nó không có tín đồ mà ai cũng ghét ba cục hết trơn á, người ta chung ít có người thương mà ghét là nhiều. Yeah. Còn Nguyễn Long Châu là đem ra tòa là được tín đồ, nó cũng mướn luật sư đồ nó cãi nha. Yeah. Có mướn luật sư đồ này kia nó cãi, vì một nhà nước mà muốn xử án mà phải đâu đó có luật sư có tao chứ đâu phải ấy. Còn ba cục đó là xử chém là đem xuống Cần Thơ chặt liền à. Dạ. Chém ba cục là mau. Còn Nguyễn Long Châu là không có chém được, không phải là không chém anh chơi chơi, nhưng mà chém là động lòng dân. Dạ. Vì cái tín đồ ở miền Tây á, ông dựa vô mấy tùm lum cái tôn giáo hết trơn á, thành ra cái người mà binh động quá nhiều, nhất là người của ảo. Yeah. Nhất là người của đạo ảo. Thời điểm năm mấy đạo ảo sau khi mà Đức Huỳnh giáo chủ mất tích rồi đó, là quả ảo nó càng mạnh thêm nữa nha. Yeah. Quả ảo nó càng mạnh thêm nữa. Thì ổng dựa vô đó là ổng cũng xưng ổng là ông Nguyễn Long Châu cũng xưng ổng là đức thầy nhập xác đồ vô ổng đồ này kia vậy đó. Yeah. Thì ông lừa mà nói chung là nó có cái băng ông Châu với ông Lê Tùng Vân này là toàn bộ là lừa thiên hạ mà chứ không có nó đại bà nào hết. Yeah. giờ nói tới ổng nè, bắt đầu là ổng bị bắt rồi là đem ổng bị bắt ở dưới tháp 10 ở Đồng Tháp á. Yeah. Chỗ khu vực nhà của bà già Hải Đăng là bây giờ đó, khu đó mà. Ngày xưa ông ở đó đó, khu Đồng Tháp 10 á. Ông bị bắt ở đó, cũng lập chùa, lập am gì đó đó. Thì ông Diệm ông cho người bắt Nguyễn Long Châu thì bắt mau lắm. Bắt mau lắm, có bắt bà cục á. Bà cục là nó bắt vì ông có quân đội. Ông có súng, ông có này, có kia. Ông bắt ông lãng hoạn, là ông phản kháng, bắt lại chết. Thành ra bắt không phải thôi, chứ còn bắt Nguyễn Long Châu thì mau không. Thì đem Nguyễn Long Châu lên kêu án chung thân hay là chung thân khổ sai hay gì đó. Nghe nói là hình như là chung thân hay gì đó. Chung thân mà tính đầu là kêu là tử hình hay gì đó mà kéo mũi tình dữ lắm. Dân kéo mũi tình ở tòa án Sài Gòn ngày xưa đó. Kêu tòa án Sài Gòn, đem lên tòa án Sài Gòn xưa, dân lên kéo mũi tình. Cái mùi tình, cái hình đó giờ anh mất tiêu rồi, cái hình mà đem ra tòa án là được mấy cái nhà báo
nó chụp và nó gửi ra, nó đưa cho ông thầy của anh tắm. Dạ. Hình ông nào cũng có, chứ hình Nguyễn Văn Châu hình ông nào cũng có, một sắp hình đâu rồi cả trăm tấm cho anh mở sách trên hư rồi bỏ từ từ mắt sách trên ở đó, nhà lá nhà đồ này kia nó dột dột rồi nó ẩm ướt, đâu phải như bảo vệ bây giờ đó, nhà nghèo hình ra ba cái hình của ông thầy với ba cái giấy tờ đồ rồi nó hư đọc không được rồi này kia, rồi sao bà già đem đốt luôn. Đem đốt luôn. Mà đó anh có cái tấm hình mà đem ông ra tò luôn, hình như là ngày thì nó không có nhớ, ông thầy cũng đưa những dao đưa cho coi. Ngày thì nó nhớ ngày nào, mới là năm năm đó là năm cũng 46, 47, cô năm 47. Ông ba cục là giết chèn ba cục năm 46 nha. Bắt rồi chém luôn là năm 46 tới năm 47 mới bắt ông Nguyễn Châu. Lắc Nguyễn Long Châu. Bắt Nguyễn Long Châu rồi đem kêu án tính án tử ổng không được. Nó hái luật sư này kia, nó cãi quá cãi. Cuối cùng đem ổng ra chạy giam ở Quảng Ngãi giam ngoại. À Quảng Ngãi. Giam. Đem ngoại người Quảng Ngãi giam. Thì ông Ngô Đình Diệm ông nghe nói là ông Nguyễn Long Châu này là rất là quỷ quyệt đồ này kia đó, ông mới cho người điều tra, ông mới cho người điều tra coi cái mánh khóe của ông này, cái mánh khóe mà lừa thiên hạ này kia, lừa đời lừa đảo này kia, sao đâu ông cho người điều tra nha. Sư phụ khi đưa khi đưa mấy cái nhân viên điều tra nam vô là ông không nói nha. Ông khai, ông nói muốn ông nói kiểu như là ông là người cõi trên á, ông nói là qua là làm việc là với người nữ không à. với người nữ đúng không, thì mới đưa mấy cái người mặc dù mà điều tra bằng người nữ vô, lựa người nữ đẹp đưa vô để mà điều tra, để mà lấy cái lời khai của ông đặng cho ông kể cái gì, cái cuộc đời của ông, rồi ông hành đạo, rồi ông lừa người ta làm bằng những cái chiêu trò gì đó, những cái chiêu trò gì đó và ông kể hết vô ở trong đó là điều tra cái cơ đó là trong vòng 3 tháng là mới ghi ra thành một cái cuốn nha, là hết 3 tháng. Ồ à, đi ra xong tôi vừa đem ra bà đó có bầu mẹ nó. Đó, khi nhỏ nhân viên lời cha là nó có bầu rồi. Rồi nó thương ổng luôn. Đồ mẹ nó đi lấy xong xuôi rồi là nó về nó xin ra ngầm nó, bây giờ nó có bầu với ông giáo chủ á. Giờ là xin ra ngành luôn vậy chứ đâu mà giờ đẻ luôn mà giờ nghỉ. Bởi vậy ông già ông Lê Tùng Vân cũng giống như Nguyễn Long Châu. Cái đó không phải là cái chuyện nói chơi nghe thiệt đó nha. Dạ. Nghe nói đó, là miệng... sau này đó. Sau này đó là tới thời cách mạng mình á là bắt ông cái đời sau này, nghe nói hình như là có một người điều tra viên bị có bầu gì vậy? Do đó là mình chỉ nghe nói thôi chứ không rõ nha. Còn cái kia là thời của ông Diệm á là thầy mình kể lại là cái đó là 100% là chắc ăn là có nha, thời gian mà giam ở ngoài Quảng Ngãi. Yeah. Còn nghe nói sau này không biết sau này đó là bị thêm một người nữa, là sau ông bị cách mạng bắt nè. Yeah. Bắt lại nữa ổng thì nói về ổng ở Quảng Ngãi thì khi ổng bị giam ở ngoài thì những tín đồ ở đây là cái băng của ông Lê Tùng Vân nào là ở ngoài đó, vẫn còn hoạt động bình thường, tại vì bắt của mình anh ổng rồi nha. Dạ. Bắt của mình anh á, ở nhà là ông Lê Tùng Vân ông quản lý hết trơn cái bộ sậu mà nữ nhiều lắm, nha, gạt nữ nhiều lắm, gạt toàn bộ đa số là những người có tiền có quyền đồ gì nha, vợ của quan đồ á. Dạ. Biết sao không được mà có gì đó, ổng mà đụng tới ổng á, đụng tới băng đó là bắt đầu là mấy cái người đó ra về xù xì nói với chồng bên
Dạ. Em thầy đúng đó, là cái đám này nó tự nó dữ dằn lắm, là vợ quan nào này kia hoặc là con nhà giàu có tiền nào đó, em cũng quay ngang như bây giờ thì ông này ông quản lý ông quá thiệt á, ông quản lý hết, ông sắp xếp đồ này kia trên này, không phải là mình anh ổng, nó cũng còn một số đại tử lớn, nhưng mà ổng là quyền hơn, tại vì ổng là cái là nếu mà ông ấy nó trao mắt là ổng lên ổng ổng làm cái chức mà giáo chủ ha. Nếu mà ông Nguyễn Đông Châu mà ông mất ra thì ông là nó làm cái chức dưỡng, nhưng mà đời đó thì nói chung ông còn nhỏ ha, chưa có đủ tiền cấp cho nó đó. Đây quay lại quay cái là cái thời đó, là cái thời mà ông Nguyễn Đông Châu mà ông bị giam ở ngoài kia, là cái thời đó là ông quậy trên Sài Gòn, ông quậy á trên dạ. Dạ, ba ông lúc đó là ba ông bị tai nạn đưa về dưới Châu Đốc rồi. Anh kia là bắt đầu ở trên khu vực thành phố rồi ông đi các tỉnh hết trơn, ông đi ông hoạt động rồi ông làm nữa, mà đi tới đâu là gái rú tới đó, rồi là ông lòn vô cái đám lính của ông đưa đám lính của Bình Xuyên của Bãi Diễn rồi đó. Dạ. Của Bãi Diễn à, với lính à, cái đám lính của Trịnh Minh Thế bên Cao Đài rồi đó. Dạ. Là tại vì á ổng mạnh là dường vô nguyên do là có cái ông kia tài trợ, có cái ông kia che chở ông nữa, ông Tách á, ông Tách kia đó. Ông Tách mà ông Lê Văn Tách giống mà... như cùng tên với lại cha của ông tên luôn. Ông Lê Tùng Vân tên luôn, là cái người bảo lãnh ông Tách ba ông Lê Tùng Vân với ông Tách kia là cái gì dạng như là anh em kết nghĩa. Hai ông không lớn nhau nhiêu tuổi đâu, ông kia thì sinh năm mấy thì thầy mình chưa có điều tra được nha, năm năm mấy thì không có điều tra được, nhưng mà khi mà ông là ông làm tỉnh trưởng như là năm 63 gì đó. Dạ. Lạc đổ ngon nhiệm xong lên là đưa ông ra làm tỉnh trưởng liền, đưa ra làm tỉnh trưởng tỉnh Tây Ninh để tiến chi mấy khống chế được cái đảo Cao Đài. Dạ. Rồi là ông Lê Tùng Vân nè, ông mới đem gái nha, ông mới đi săn gái nha. Dạ. Ông mới đem săn gái đem về lên Tây Ninh á, đem lên Tây Ninh á săn gái với miền Tây á. Dạ. Đem lên Tây Ninh á là cái dinh tỉnh trưởng đó em, mà ông thầy đưa là ông thầy anh kể nó là y gan như là cái quán kia ôm nhỉ. Dạ. Thì ông thuốc ông kia ông chơi chiêu làm sao đó, mà ông kia cũng rượu mà ngây ngơ luôn, cũng chơi gái suốt đời, tối ngày ra là đi tới đâu cũng gái, giờ biết là người Tây Ninh là đa số là đảo Cao Đài thì làm kính cỡ nào thì nó cũng tai tiếng hả. Dạ. Ta có chữa, có bầu gì tùm lum hết trơn, ta mới kéo lại nhà. Ta mới kéo lại nhà tỉnh trưởng quậy lên được nghe. Thì từ chỗ đó cái ông bị mất uy tín nha, ông Tách nha. Ông Tách à. Ông Tách nha. Nhưng mà ông bị ông Tùng Vân này sọ mũi luôn, đó là ông Tùng Vân này ông sọ mũi ông Tách này. Ba ổng còn sọ mũi luôn, ghê. Ổng là ta nói mày sơ sơ không ăn đâu, sơ sơ đó. Đủ mà ổng làm chuyện tại trời á, mà chỗ này á là chút xíu là ổng đi chỗ khác là ổng ngồi đi, không có gì là ổng cười khà 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 khà. Ổng là đó, ở Châu Đốc đó là nhiều cái chuyện ở Châu Đốc để anh kể cho nghe. Ổng thường thường là đó ra Châu Đốc là chơi là kêu bằng chơi là chơi khăm á. Ổng á thì ở là đâu có dám ở ấy mấy cái tổ chức kia nó biết nó xỉa. Yeah. đi là ông đi tới đâu là ông không ở đâu, hoặc là đi kích ở lâu là ổng bây giờ đó hắn mà chính quyền mà vô cuộc mà điều tra ổng trước cái năm tám mấy về trước đây là hỏi ổng giấy tờ ổng sao này kia lai lịch ổng là không ai biết ổng ở đâu. Ổng là kiểu như là ổng đi đồ chỗ này giật gài đây mai đó này kia, là không có cho nha, mà đi chỗ nào là có cái giấy tờ đó nha. Ừ.
Thì đó, ông bây giờ cũng như vậy đó. Ông đi tới đó, cái ông hoạt động ở chỗ đó, nhưng mà ông là đi tới đâu là cho tiền quan tới đó nha. À, ông cho ông có tiền mà. Dạ, à, ông có thì tiền ông đi mà. Tới à, ông đi tới là ông cho mà ông khôn có cái là ông giả nghèo đó. À. Ý gian như bây giờ. Thì bây giờ ý gian bây giờ đó. Giờ giàu lắm. Giả nghèo. Giả nghèo mà cho tiền. Giả nghèo cho tiền thì người ta lấy tiền, ví dụ như thằng đó có ăn hối lộ đi, nó có lấy tiền của thằng nghèo nó cũng phải thương, nó cũng phải bảo bọc nhiều. À, nhưng mà khi đủ mà ông nắm thì cái cán rồi để ăn là đủ mà. Thành ra là ổng xỏ mũi trên. Dạ. Cắn cậu rồi là mà phải im. Dạ. Mà phải im là cái chiêu đó là cái chiêu của ổng là vậy đó. À. Rồi là khi mà ổng về Tây Ninh á, ở Tây Ninh với ở thành phố đó. Thì ở thành phố thì ổng có cái ông em của ông Lê Văn Đắc kia là doanh nghiệp lớn đó. À, dạ. Tên gì nè, tên Lê Văn gì đó, hình như Nghĩa hay là gì đó, tại ông sư phụ anh không có kể mà anh quên rồi. À, là thầy anh cũng có tấm hình chụp chung với ông đó, tại vì thầy của anh là đó là làm với Nguyễn Tấn Đợi. À, yeah. Ông Nguyễn Tấn Đợi cũng là doanh nhân thì à, nhưng mà hai ông Tắc này á, ông Lê Văn Tắc mà ở trên Tây Ninh á, tướng á, với ông Lê Văn Tắc nhà thơ mà ba cũng Lê Đông Dân á, mà hai mấy ông này là cũng nói ngay là cũng có từng giúp đỡ cho thầy mình nha. Giúp đỡ là giấy tờ được đó, mà ông làm ở trong lúc con kia ông chưa có lên tướng á, còn làm việc là nhỏ mới lớn lên làm việc á, thì con của dĩ dạng như con của người nổi tiếng này đưa vô làm mấy cái chỗ cơ quan đầu não không à. Thì cái chỗ tòa đô chính đó, ngày xưa là làm ví dụ như xin phép đầu tư hay là gì đó. Yeah. Đầu tư mở công ty hay là gì đó thì mấy ông này lại ký chạy giấy đâu đó xong xuôi gọi cho cái câu mối cho ông thầy của mình bán vật liệu như ngói hay là xi măng hoặc là gì thiết hay gì đó, bán đồ á, câu mối cho bán, thì mấy ông đó cấp giấy thì ông xin cho mình bán dễ rồi chia tiền, xong cũng chia tiền vậy, cho đó, thì mấy ông kia thì cũng có giúp nha, còn có công á, bây giờ nói về cái chuyện công thì có công là ông nội của ông Lê Tùng Vân á, là có công thì có công với pháp nha, chứ không phải là với đạo câu đài, chứ không phải là có công với cách mạng nha. Yeah. Ổng là công rất lớn, được pháp ông nội của ổng là được pháp tặng cho cái kiểu như là cái đai vô địch chứ đó. Yeah. Cái kêu bằng cái gì đó, tao nghe lâu quá tao không quên, cái cộng dây nó cũng như là cái thượng phương bảo kiếm nha. Yeah. Tại vì làm có lợi cho ổng là hội đồng qua hạt là ổng bây giờ đó là hình như á là còn những cái nhà trường học hay giờ là hay giờ là ở thành phố Hồ Chí Minh với ở Tây Ninh á là còn tiền của ổng với bà đốc phủ phương rồi đó, mấy bà đó mấy người giàu rồi đó, cái thuộc cái vùng đó má của vua, má vợ của vua đại hay gì đó, mấy đó bà là bây giờ là hình như là tại thầy đó là thầy già rồi, là khi tiếp thu vô mấy cái trường nó cũng còn không có phá nha. Yeah. Để tên những cái tên người xây dựng, còn Tùng Dân này nó là ngày xưa đó là ổng nói là ổng đi học trường này trường kia là có nha, mà ổng có học. Ông không học. Ông trường nào ông cũng có vô hết trơn á, bị nó sắp xếp nó đưa. Mà không có học. Đủ mà đi toàn bộ là chơi gái với làm chất chị không à. Ổng là gái là số 1. Còn con thì là thì cái đó thì ngày xưa đó là cái đó là không biết là bao nhiêu nha. Cái đời mà mình tính là mười mấy chưa được 20 tuổi nữa là chơi rồi, biết này, ông chơi tới giờ ông 80 mấy tuổi ông chơi đồ mà mày biết
cái thời gian mà theo anh nghĩ là khi mà lập giải thành tích trở lại là rồi ổng mới kiếm con để lại để ổng nuôi, còn cái tớp con trước ổng ăn tao nói mày là có thể nói là vô số. Dạ. Vô số luôn á. Dạ. Tớp con trước của ổng không có biết bao nhiêu mà nói. À rồi cái khi mà ông ngồi diện bị lạc đổ á, năm 1903 ngồi diện bị lạc đổ, ngồi diện bị lạc đổ rồi cái cơ chế của cái bộ máy chính quyền nó hơi thay đổi, thì ông ngồi diện bị lạc đổ xong rồi đó, thì bắt đầu ông Lê Tùng Vân ông mới nhờ người là đi dặn ông đi vô gặp vợ của ông Nguyễn Văn Thiệu. Ông Nguyễn Văn Thiệu lúc đó là mới có tá hay gì vậy, chứ như là chưa tướng hay gì á, tá tướng gì đó chưa, bị năm 63 64 á, thì mấy giờ người vô, nhà người vô là cái kiểu như là chạy tiền vậy đó. Giờ tiền như chạy tiền, nhưng mà chạy lo tiền để cho ổng thả ông Nguyễn Văn Châu ra vậy đó. Thì vợ của ông Thiệu bà chịu, mà bà không có hứa. Bà không có hứa, bà nói để bà về bà nói với ông Thiệu. Lúc đó là chưa có phải là quân nhân nha, còn bây giờ vợ của tá tướng gì thôi. Năm 63 thì ông biết ông Thiệu làm gì, chức vụ gì, nhưng mà trong cái đại đạo chánh đó, thì ông Thiệu cũng là người có công đạo chánh hồi Diệp nha, nhưng mà ông Thiệu cũng khôn hơn. Ông Thiệu ông làm ông né thôi, ông né chứ không có ra mặt như mấy ông kia. Mấy ông kia là người kêu bằng võ biền á, không có khéo bằng. Ông Thiệu không khéo hơn, ông Thiệu ông làm, nhưng mà ông để ý trước sau cũng giống như cái mặt đó, hao hao nó khôn khôn cũng như giống như ông cái phan vô ông Lê Tùng Vân này chứ. Thì ông bà Mai á, bà Tiến Mai á, gì đó, bà Tiến Mai là bà vợ của ông Thiệu, tên bà gì, thì bà chịu bà hứa nha. Không biết có bị ru thuốc ru gì không, mà cái chuyện này thì đưa ra là điều có lợi nghe. Nếu mà thả ông Nguyễn Long Châu, Nguyễn Long Châu về, thả ông Nguyễn Long Châu về là cho hoạt động tôn giáo trở lại, thì sẽ giúp cho ông Thiệu là đắc cử tổng thống. Gà đắc cử tổng thống, được lòng dân vậy, được phiếu gì? Được phiếu. Thì cái thời điểm đó ở bên quân đội á, thì ông Thiệu cũng không được người ta phái hung nha, ta phái ông Thiệu. Vậy ông mặc bên quân đội đó là thời đó là thời điểm hai ông đó là ta phái ông Thiệu nha, tao phái ông Thiệu nha. Mà cái người dân ở miền Nam mà theo cái Cộng Hòa nó cũng phái ông Kỳ hơn là phái ông Thiệu nha. Cái kiểu như 5 năm thôi, phái ông Thiệu ít nhưng mà phái ông Kỳ nhiều. Còn đặc biệt là cái người bắt di dân 554 vô đây để mà làm việc nữa đó nè, vô trong đây người công giáo là đặc biệt là bên ông Kỳ hết trơn. Bên ông Kỳ thường cứ lấy mấy cái số lượng đó là nó ít thôi, mà cái số lượng mà đa số là dân chúng á, dân á mới là nhiều, chứ quân đội thì đâu có, ví dụ quân đội 100.000 năm 70.000 100.000 là dữ lắm rồi phải không? Còn dân á nó tới nếu mà phiếu mà cả triệu là nó phải nằm ở dân. Thì ông bên con ông Lê Tùng Vân này, cái ông mà đi cái cuộc thương thiết á, giá không Lê Tùng Vân đi ra ông đó, tên gì thì anh cũng quên, để gặp mà bà vợ của ông Thiệu á, tên gì là anh quên này,
Thì nếu mà thả ông Nguyễn Long Châu về đó là mấy ông này sẽ chi cái nhân viên cái miền Nam á từ Sài Gòn đổ lại là phải là mấy ông chịu trách nhiệm là 2 triệu lá phiếu. 2 triệu lá phiếu. Hai triệu lá phiếu bỏ cho dân số ở đó, thời đó đâu có nhiều. À, thời đó hình như cũng có mấy triệu hay là gì. Là 2 triệu lá đó, 2 triệu lá về tôn giáo á. Nếu mà tôn giáo là sẽ đa số sẽ bỏ hết về cho ông Hiệu. Cho ông Hiệu hết. Rồi bắt đầu mấy ông mới cho người đi. Cho người đi về các tôn giáo như Hòa Hảo rồi đâu này kia, rồi bên Cao Đài thì có ông kia rồi. Có cái đám bên trên ta cũng từng làm chức sắc ở bên Cao Đài rồi. Rồi bên về Hòa Hảo, về dài dài như Bụ Sơn Kỳ Lương đâu này kia vậy đó, dài dài xuống rồi. Thì đầu là Hiệu Kiệu. Lúc đó là thả ông Nguyễn Long Châu về, ông Thiệu ông đem máy bay riêng ra, cho máy bay ra, đem ông Nguyễn Long Châu về Sài Gòn này nha. Đem ông Nguyễn Long Châu về Sài Gòn. Ông Nguyễn Long Châu về Sài Gòn, lúc đó là ông Nguyễn Long Châu về là sắp xếp này. Sắp xếp Hiệu Kiệu rồi này kia, cũng như là và ổng, ý ông nói là ổng là Phật sống, ổng là Thánh Đế Minh Vương, đó là người để sau này sẽ phục hết, là không có ai giết cũng được vậy đó. Giết cái lá thờ Hiệu Kiệu vậy đó, mà kiểu như là để mà mỹ dân vậy thôi. Giết cái lá thờ này, cho ông Tùng Dân này nè, cho ba ông Tùng Dân này đem đi rải theo mà các tôn giáo đồ này kia, cũng như là rồi gãi như gãi truyền đơn luôn vậy đó. Là ông Nguyễn Long Châu đã về, kêu lời Hiệu Kiệu là phải từ đây sắp tới là người tín đồ rồi này kia, là phải nghe lời theo ông Nguyễn Long Châu, chứ không có bởi vì ổng là đức thầy nhập vô ổng này. Đức thầy là Đức Quỳnh Vũ Chủ là từ xưa rồi đó. Là ổng nói là đức thầy đó là qua mắt trời rồi, đức thầy mắt 5-4 mấy rồi. Là ông đức thầy là nhập xác vô ổng rồi. Thì Hòa Hảo thì người ta tới 5 triệu tín đồ của ổng. Cái tín đồ hiện tại của Hòa Hảo là ba, thời điểm đó nó là ba triệu hai ba triệu ba gì vậy, trong cái hồi sơ của thầy mình đợi đại á, là nó là 3 triệu mấy, là cái tín đồ gọi là cái tín đồ là sẵn sàng chết vì đạo đó nha. Nói chết là chết đó, ở ngoài sẵn sàng là ai mà đụng tới là có thể là cởi áo ra quánh luôn đó, chứ không có không phải như fan cuồng mọi giờ mà la rồi đồ mà xách cái camera chạy đâu nghe. Hồi xưa mà ở miền Tây mà nói tới mày về cái vùng Châu Đốc An Giang rồi này kia, mà mày nói tới Hòa Hảo mà cái nặng tiếng thôi là ngồi trong quán cà phê là nó thợp ngực mình dở rồi. Mày nghiến răng thợp ngực nó dở rồi, mày nói cái gì đi, nói kiểu như là không tốt cái Hòa Hảo. Ông Nguyễn Long Châu sợ mũi trời. Nói tính đồ mà ấy là 3 triệu mấy rồi, tính đồ mà lơ là vô cho có đó, kêu bằng vô cho có giờ chứ không có mùi mặn gì không đó, là cỡ 5 triệu tính luôn đó, là cỡ 5 triệu năm triệu là Hòa Hảo. Nói chung là nó chiếm ở miền Tây là nó chiếm muốn hết cái vùng ấy luôn, Cần Thơ, Kiên Giang. Anh nói tới cái vì sao mà ông Lê Tùng Vân ông khoảng ông Nguyễn Long Châu. Anh kể thì tất nhiên á là sau mà ông Nguyễn Long Châu bị bắt rồi á. Ông Nguyễn Long Châu bị bắt rồi nha. Năm 75. Chưa giải phóng nha, trước giải phóng nha, bắt ở Sài Gòn chỗ chùa Hoàng Điện Tử là chùa đó. Sau này là mà mấy ông
mấy chính quyền nhà dẹp này hồi lúc mới mới giải phóng ra là còn làm cái kho phế liệu nha. Cả quận 5 mà ở đường nào là không có nhớ có hình luôn á, cái chùa đó là anh có hình luôn mà giờ nó mắc nó hư ra rồi không có có hình luôn á, chùa đó là có hình luôn á. Bắt ổng bắt ông Nguyễn Long Châu rồi nhưng cũng ông Lê cái băng ông Lê Đồng Văn là cái ba là khỏi nha, không có bắt ổng được nha, bắt một số người trong đó với nữ rồi thôi, nữ ở trong chùa thôi, nó cũng hầm bí mật đồ này kia ở trong cái chùa đó. Mà thì bây giờ mấy cái hồ sơ đó chắc cả thành phố nó còn, công an thành phố rồi này kia nó còn hết trơn à, vì cái vụ đó cái vụ nổi trộm mà chứ đâu phải vụ nhỏ đâu. Vụ nổi trộm dạng như là lớn thôi chứ đâu phải là vụ nhỏ đâu, vì ông Nguyễn Long Châu này là ông thân tín với ông Thiệu mà. Ông Thiệu mà đó là ông đi bà vợ của ông Thiệu mà đi làm từ thiện đồ này kia theo mấy chùa mấy đồ là đều có Nguyễn Long Châu xin thiện. À gì hả? Ừ. Bắt sau này á, sau này bắt là cho ông viết một cuốn sách nữa nha. Cái cuốn như hồi ký ông kể lại cái chuyện của ông làm từ hồi đó là tới bị chính quyền ngôn diệm bắt dài cho tới tới ông bị bắt nữa, là thêm một cuốn nữa nha. Ông viết thêm một cuốn nữa, là cái cuốn đó là cái cuốn đó thì chắc ăn là bây giờ thì à đó anh ông thầy ông có mua cho anh cuốn. Rồi cũng mắc rồi, cuốn đó kêu bằng Nguyễn Long Châu đi tìm cổ Phật á. Của nhà xuất bản gì thành phố Hồ Chí Minh mà ông nhà xuất bản gì? Nguyễn Long Châu đi tìm Nguyễn Long Châu đi tìm cổ Phật. Cổ Phật hả? Cõi. Cõi Phật. Cõi á. Cõi Nguyễn Long Châu đi tìm cõi gì cổ Phật á. Có ở ngoài cái cuốn đó, hình như cái bìa nó đỏ đỏ có in cái hình của Nguyễn Long Châu á. Bên cái hình hồi lúc đó ông còn hơi trẻ, cái hình là bị bắt sau này là ông còn già đó. Cái hình mà sau này đưa lên mạng á là cũng vẫn là tha ông nha, thả lỏng nha. Bị cách mạng mình bắt rồi, nói chung đi là cái thời điểm đó thì mới giải phóng mà cũng biết rồi. mới giải phóng ra nữa, thành ra ai mà ăn năn thật lòng hối cải rồi này kia rồi ấy là cách mạng mình tha đó hả, nghe không? Ông chỉ kiểu như là đang về địa phương quản lý với hai nữa là già, tính là ông già rồi ông không còn làm nữa. Vậy đó mà sao tới năm chín mấy đó là ông quay lại ông làm tiếp nè. Bởi vì trước đó đó, trước cái ngày mà chùa Phật Đường Tự ở Sài Gòn bị bắt là lúc chưa giải phóng đó, là mấy ông cũng đã nắm bắt được cái tin này. Nắm bắt được tin rồi mới đem những cái số vớt những số hồ sơ rồi vũ khí rồi này kia, chủ yếu là vũ khí đó. Hồ sơ đồ đem kịp đó mà vũ khí đó là đem dạng gian. Thầy mình kể là tụi nó đem mấy cái bơi đem một số vũ khí dạng gian nhưng mà không biết là nhiều á. Tại vì ông Thiệu sao mà ấy giờ là nó cũng phải đâu phải gặp đâu, là trước đó 1-2 năm là nó đã có tình hình là yếu rồi, muốn tiêu rồi. Thì thành ra là ổng mới kêu mấy ông Thiệu rồi cái tàn quân giống như là cái những cái vũ khí mà của nó định được phản lại cái đó đó. Sau này đó là ông Thiệu á, cái ý ông Thiệu á là ông muốn là ông sẽ lấy, ông sẽ kéo về Cần Thơ hoặc là Đồng Tháp hay gì đó, cái thuộc mấy tỉnh miền Tây là ông tử thủ. Ông tử thủ ông lấy cái phía dưới quạo này nè. Bởi vì là ở dưới đây là có cái băng của Nguyễn Long Châu rồi, Nguyễn Long Châu thì ông mượn cái danh đó là đi quạo ủng hộ ông. Nói về cái đường chính trị của ông ta vậy đó, mà cái thế cờ cuối cùng của ông Thiệu là vậy.
À, nhưng mà không có được rồi, ông thấy ông Nguyễn Long Châu này bị bắt vậy đó. Mà hình như là cái cuộc bắt đó là trời anh là đó, nên là nó ngày là anh nhớ luôn đó. Cái đó trong cái cuốn Phật, cái cuốn Nguyễn Long Châu đi tìm cô Phật là nó có để ngày luôn nha. Còn hồi đó thầy anh kể là cũng có kể ngày mà anh quên, là mày được tìm được cái cuốn đó. Cái cuốn đó giờ chắc còn mà ở trong mấy cái nhà anh, chắc còn nhà anh thường thì anh làm tao lưu trữ lại hả. Rồi bây giờ mình nói tiếp tục. Ông Lê Tùng Vân vẫn hoạt động với ông Nguyễn Long Châu đúng không anh? Thì từ cái thời điểm mà về thả ông Nguyễn Long Châu về Đồng Tháp á, thì là ổng có qua lại nhưng mà ít nha. Hả? Kiểu như là ổng muốn phản vậy đó. Phản là Nguyễn Long Châu. Ông không có còn nghe lời rồi, nếu mà có chuyện kiểu như là chuyện nhỏ nhỏ thì ổng qua, còn chuyện là lớn là ổng qua nha. Chuyện lớn gọi là chuyện đại sự đồ này kia đó, ví dụ như là vận chuyển vũ khí đồ này nọ là ổng lớn, chứ ổng không qua nha. Là ông Lê Tùng Vân không qua. Ổng qua, không ổng nhúng tay vô mấy chuyện. Ổng nhúng tay vô thì ông Nguyễn Châu ổng cũng tổ chức chuyên không làm nha. Nhúng chứ không phải ông nhúng, mà ông hứa mà không có làm. Thì cái ông cụ đó mà lúc mà ông Nguyễn Châu về là ông cụ mà đi theo ông ngày xưa tới giờ đó. Cái ông mà đi theo ông ngày xưa tới giờ đó là kể cho anh nghe nha. Chứ không phải là ông thầy nha. Là cái chuyện của ông Lê Tùng Vân với ông Nguyễn Long Châu nè. Thầy anh là ông chỉ nắm cái thời pháp là ông chỉ nắm đại khái thôi. Còn cái câu chuyện mà giữa ông Lê Tùng Vân với ông Nguyễn Long Châu là cái ông mà đi theo sát á, đại tử ruột của ông Nguyễn Long Châu á, là cái ông mà sao mà là nó mẹ luôn, là không có ông gì chơi, cái đó là tại nói ông thôi, và đó hứa về đó là một người phụ nữ nha. Một người nữ mà từng đi theo Nguyễn Long Châu rồi là sao thấy già về là chết ở trên cái ngọn đồi á, sao hè nhà anh luôn ở trước chỗ nhà anh chơi xem cho hè chỗ nhà trọ đi ngủ á. Cái đồi đó à, tại vì trước anh nha, anh bà kể cho anh nghe rồi, bà cụ có kể rồi là bà nói là sau này mà ai có hỏi là nói một người đàn ông chứ đừng có nói là tiền bà vậy đó. Chuyện gì bà quê bà bị ấy thì bị vụ á, bà bị vụ anh chưa, bà ở Long Xuyên, bà ở chắc Cà Đao cũng giàu có đó, bị vụ là bà là cái người đầu tiên cái người đầu tiên vô rồi bà làm chim mồi bà gạt tiếp tục mấy người kia đi theo ông Nguyễn Long Châu á, là bà là người đầu tiên nha. Bà tên là cái pháp danh của bà là An Ngọc đó. An Ngọc đó. Rồi thôi anh Lận Thế Gian, bây giờ mình ngắn gọn lại là lúc mà ông Lê Tùng Vân ổng phản ông Nguyễn Long Châu á, là ổng đi báo với ai? Không, cái chuyện báo là báo với ai gì, báo với ai mình không biết nha, nhưng mà ổng có thể là cái bà cụ ông đó là có thể là ông này là ổng báo với chính quyền. Báo chính quyền. Ông báo với chính quyền. Nhưng mà theo anh nghĩ á, thì cách mạng hay là sao? Báo với chính quyền cách mạng mình á. Mà theo anh nghĩ chắc không phải vậy đâu, tại vì khi thả Nguyễn Long Châu ra là người ta thả ổng ra nhưng mà chẳng theo dõi ổng nha. Chứ không phải là nói thấy ổng già rồi vậy là người ta đã biết ông này qua mấy chào đại rồi, ổng làm cái chuyện là kinh thiên động địa rồi, đừng có thấy già mà cái người già vậy chứ. Cái đầu óc mà người ta kêu gừng càng dài càng cay nha. Nhưng mà theo anh thì bà nói vậy, bà nói là ông Nguyễn ông cái băng không có nói là ông Lê Tùng Vân, ông không có biết sau này là mấy biết là ông là ông Lê Tùng Vân thôi, là kêu ông mà ông nên Lê Văn nên đó bác nhà đó. Còn cái tên Lê Tùng Vân là sau này, mà cái thời gian ông xuất hiện
ổng xuất hiện ở trên núi Cấm đó, là bà này bắt là bà ở trên núi Cấm đó, là cái thời điểm đó anh đi lên núi Cấm anh ba anh bán đồ cho anh đem đồ lên cho ba đó. Là mấy gặp cái thời mà ổng còn trẻ đó. Là cái thời đó là cái tấm hình mà mấy cái tấm hình mà lúc ổng còn trẻ đó. Trời ơi, cái tấm hình còn đưa lên hả? Là cái bà kia mới nói cái ông đó là cái người đó là ông nên đó là đại tiểu ruột của sư phụ à. Trung niên đúng không? Thời đó là trung niên đúng không? Cái tấm hình nhưng lên hình cầu nó đưa lên cái gì? Mấy tấm mà nó đưa lên á. Không biết ai cái tấm hình này chẳng đen đó là lúc anh gặp ông ấy ở xuất hiện ở dưới trên núi Cấm khoảng đó là khoảng 82, 83 là tấm hình đó đó. Mà lúc đó là bà đã còn sống ngày sau tới năm 92 gì đó là bà mới chết nha. 7-8 năm sau bà mới trở lên lần sau nữa là bà leo núi thành nổi rồi. Bà leo núi thành nổi mà mấy lần sau này là bà xuống là bà mới chết nha. Cái bà đó là đi theo phục vụ cho ông Nguyễn Long Châu là khi ông tới ông Diệm bị bắt rồi tả ra rồi bà dẫn lên bà phục vụ tiếp nghe lên lần sau là ông Nguyễn Long Châu ông đuổi nhà ông cho vô nhưng mà bà kể bà khóc lóc đồ này kia vậy đó rồi chắc bà ông cũng nhớ lại tình xưa từ cái ngày mà khởi nghiệp á. Bà này là cái bà đầu tiên là bà là cái người chim mồi á. Bà là cái người chim mồi đó, bà kiểu như là đi cò mồi rủ mấy bà đàn bà đều vô. Con nhà giàu đẹp đẹp nha, đẹp ăn học qua đó đàng hoàng đó mà bị ông Nguyễn Long Châu ông dụ đi theo rồi lên núi Cấm là lập tà đạo rồi đó. Còn bị bắt á, anh nói chừng bị bắt cái đó là một cái vấn đề là nói bà vậy là như cho mình nghe là như vậy nha. Khi bị bắt nhưng mà theo anh đó là khi thả Nguyễn Long Châu này ra là người ta đã cho người theo dõi này công an An Giang ở đó bắt hoài nha, bắt liền cái thời điểm đó là bắt mà đó còn Bùi Quốc Huy á. Ông Bùi Quốc Huy là Quốc ông, không? Ông mà giám đốc công an thành phố ngày xưa đúng không? Thật ra cái thời điểm đó là ông Bùi Quốc Huy nằm ở bên ông hầu như là cũng chưa à, lúc đó ông biết có làm giám đốc công an chưa là phó giám đốc cái gì đó là giám đốc công an gì đó. Còn mấy cái người bắt là mấy cái người bắt đó anh cũng ông thầy ông kể nha, ông kể ông bà ông thầy của anh lúc đó là còn vẫn còn sống nha. Ông kể ông nói công an mà An Giang bắt mấy cái người mà dạng như là buôn lậu vũ khí phản động rồi kia bắt công nhận bắt mau quá hay vậy á, ổng nói vậy thôi, ổng làm mặt xám mà. Thì cái thời điểm bắt đó là cháu của ông Bùi Quốc Huy nha, là ông Bùi Bá Năm, Bùi Bá Tư rồi bây giờ đó. Mấy ông đó là cháu nha. Sau này mới tới ông nơi á. Cái thời điểm mà bắt là đó báo đồ cũng có chứ à. Còn ông Lê Tùng Vân này thì không biết là ổng là có chính xác như là cái lời của bà cụ đó bà kể không nha. Thì lúc đó bà cũng lớn tuổi rồi, khi gặp ở trên núi Cấm bà mới quyết định là ông đó là ông nên. Thì cái hình đó mà sau này là ông Lê Tùng Vân, mà ông Lê Tùng Vân ông cũng từng lên núi Cấm cái khu vực núi Sam núi Ông Kép rồi đó. Là đó đó. Khu vực đó đó. Thì cái chỗ cái nhà khu vực núi Sam núi Kép núi Cấm rồi đó là ông thường lên xuống nha. Thường lên vậy thôi chứ vài ba tháng ông đảo lại lần, nhưng mà nghe nói là có miếng đất ở đầu dưới này thì mình không có gành nha, nghe kể là có miếng đất vậy thôi chứ không có gành, mà miếng đất miếng ở dưới là em về dưới anh chỉ em đúng không? Cái trong chạy sang đơ ông chỉ mình nó nằm phía bên kia bãi cát treo á. Mình hỏi nè thằng ông đơ nó ở đó, ông ở bên kia đó.
là cái miếng đất đó thì bây giờ là bán rồi, nó ta giải tỏa, ta làm cái đường cắt treo rồi nha, cái đường lên núi. À, cái đường lên núi là đường cắt cắt treo đó đó, thì chuyện nó là vậy. Còn chuyện của ổng nó dài lắm nha, tại vì bà cụ đó là mỗi lần bà kể đó hắn là lên, mỗi lần đó đi lên núi, mỗi lần đó là bữa hai bữa là kêu bà kể chuyện đầu này kia, là bà kể là nên chung cái chuyện đó đó, bị hàng nào tới giờ bà đi theo cái băng đó là bà chỉ kể thôi, sau này bà mới ngộ ra mà là biết không phải đó là cái đường tu vậy đó. Rồi bà buồn rồi, bà về quê không có còn gì, không có còn tài sản ở nhà, cũng không có ở, nghe nói ở đâu, bà kể nói ở đâu chừng miếng đất của một người bà con ở quê cũ ở đâu dưới chắc Cà Đau Châu Thạnh với á, Châu Xuyên mình á. Rồi mà lúc bà yếu quá là bà quyết định về núi bà chết. Nhưng mà lên núi không được nữa, bà lại lò ông lên cái chỗ mà khai đạo với ông Nguyễn Đăng Châu á. Là cái vô chỗ ta mày đó là bà tính lên đó, đâu mà bà tự giận nha. Bà tính lên đó là bà tự giận, rồi cái bà lên ngõ bà mới đi qua bên anh bên đây nè. Đi qua bên anh bên đây nè, là trước bà chết ra mấy ngày đó là lúc đó anh còn chụp hình, anh còn gặp bà nha. Rồi kêu bà về nhà ở, bà không chịu, bà nói bà ở cái nhà bà con ở đâu phía bên cái khóm gạch, cái khóm anh á. Rồi anh cũng cho tiền bà, không có lấy nha, mua đồ ăn cho bà. Không mua cho bà, mà cái thời điểm đó là cái thời điểm anh còn đi chụp hình nha. Rồi mình đâu có tính là bà chết rồi, tới chừng bà chết đâu có ai đâu. Tình như là từ cái ngày bà gặp anh cho tới cái ngày bà chết là gần một tháng mấy vậy. Tháng mấy, gần hai tháng gì đó, lâu quá anh cũng quên năm đó, năm 90, 91 hay gì á. Và bà cô cũ còn thịt gì nhiều, hình ra nó chắc nó ít túi, hình ra chỉ là mỗi lần ở chỗ không có nhà, chỗ nhà trọ mà chưa có cắt nhà nha cưng. Rồi không biết như là công an qua rồi đem xác đi chôn ở đâu hay gì đó, cũng không rành nữa. Là lúc đó là đã xong rồi, anh về anh mới nghe nói nha, là anh biết bả liền. Tại vì đó anh chụp hình xong rồi anh rửa hình cái anh đi giao tới nửa tháng, một tháng anh mới về. Thì lúc gặp bả rồi là cho tiền bả không lấy, cho tiền bả nói con đi không có nhà, chỉ phải lấy con chở bà về, bà về nhà con ở đi. Bả nói không, bả có nhà quen bên kia mà anh nghĩ là bả gạt anh á, là bả ở trên đó là bả chết luôn á. Anh nghĩ là bà kiểu như bà không muốn dính líu tới anh vậy đó. Rồi bà anh đó là chết. Cũng dài rồi ha anh. Lượng thế gian nãy giờ đi rồi, bữa nào rồi tiếp tục ha. Vậy vậy biết tại ơi, nói chuyện của ổng hắn nói không hết đâu, nói một tháng luôn á. Dạ. Mày để nhớ từ bà kể cho tao nghe, mà tính đi là gần 2 năm trời đó, còn thầy tao không kể là 8 năm. Chạy 8 năm là gặp nhau nói chuyện là kể về tôn giáo, không phải là biết về mình nên về ảo này, còn nhiều cái băng nhóm khác nữa. Nói chung là tôn giáo á, bởi vì ông làm bên ông theo dõi về tôn giáo mà. Rồi vậy đi anh rồi cảm ơn anh Lượng Thế Gian nha. Rồi bye bye anh.